Dạ xin chào các chú các anh và các bạn thân mến. Dạ thì hôm nay trong cái video này em sẽ nói với cái chủ đề là cây mai nó bị lá me các bạn. Lá me có nghĩa là cây mai của mình lá của nó nhỏ đó, người ta kêu là lá me. Nhìn nó yếu ớt và không có chất dinh dưỡng, làm cho lá nó teo tóp nhỏ và nó làm cho cây mai của mình nó bị chậm phát triển các bạn, hầu như là không phát triển và có thể xíu và có thể chết cây nữa. Nếu như mình không biết cách khắc phục nó hoặc là mình không biết cách để mình chăm sóc nó thì nó có thể làm cho cây mai của mình nó bị xíu các bạn. Thì các cây mai nhà của em á, không có cây nào nó bị lá me hết các bạn, cho nên em nói bằng lời nhằm gửi đến cho các anh và các bạn xem tham khảo, thì em chia sẻ đều chính xác đó các bạn. Thì cây mai lá me các bạn thông thường mình gặp nhiều nhất và nó xuất hiện nhiều nhất là ở đầu năm, sau Tết như thế này, sau khi mình xả tàn cho nó và mình không biết cách chăm sóc đó, thì cây mai của mình nó sẽ có cái hiện tượng là lá nó nhỏ, người ta kêu là lá me. Thông thường cái cây mai lá me các bạn là mình gặp nhiều nhất ở đầu năm, còn ở cuối năm và giữa năm thì hầu như có nhưng mà rất ít các bạn, tỷ lệ nó rất thấp. Tại sao em lại nói là đầu năm? Thì sau khi mình ăn Tết xong rồi đó, nhất là những cây mai mà các bạn đem vào trong nhà hay hoặc là những cây mai mà các bạn để ngoài nắng mà nó có sức đề kháng yếu, thì sau khi ăn Tết xong rồi á là các bạn xả tàn cho nó quá sớm. Sau khi xả tàn quá sớm rồi á thì cây mai mình nó bị tuột nhựa các bạn. Tuột nhựa và nó lâu đâm chồi đẻ nhánh, mà nếu nó có đâm chồi đẻ nhánh đi chăng nữa thì cây mai của mình nó cũng bị mất sức và nó bị teo tóp cái lá các bạn. Nó già đó rồi quen ngang nó đứng, nó không có phát triển nữa. Đó là cái nguyên nhân chính để làm cho cây mai của mình nó bị lá me đầu năm đó các bạn. Và sau khi mình xả tàn rồi các bạn không có canh nước này kia cái nọ nè, cây mai mình ăn Tết xong rồi á thì nó không cần cái lượng nước các bạn. Nó không cần lượng nhiều, mình chỉ cần giữ cái độ ẩm vừa phải, mà dắt nhiều bạn tưới nước ồn ập vào làm cho cái chất chồng trong chậu mình dư độ ẩm, thối rễ và làm cho cây mai của mình nó bị xíu, nó cũng tạo ra cái hiện tượng là lá me nữa các bạn. Hay hoặc là các bạn tưới rượu rễ N3M quá nhiều. Thông thường ví dụ như cái giai đoạn đầu thì mình tưới một cử, hai cử rồi mình ngưng các bạn. Còn các bạn cũng có rất là nhiều bạn tưới hoài luôn, từng lễ 10 ngày tưới, từng lễ 10 ngày tưới. Thì cái tình huống này nè, cũng có rất là nhiều anh vào bình luận nói là anh tưới từng lễ tưới lần, cây mai anh nó không phát triển, lá càng ngày nó càng nhỏ. Như vậy á thì cũng do một phần tưới rễ một phần nữa các bạn, nghĩa là mình lạm dụng thuốc dưỡng rễ N3M quá nhiều á, nó cũng bị luôn. Rồi cái nguyên nhân thứ ba nữa các bạn là do cây mai của mình nó thiếu chất dinh dưỡng, có nghĩa là mình không có bón phân nè, rồi không có tưới nước này kia nọ, bỏ khô cằn sỏi đá nè, hay hoặc là tưới nước nhiều cũng bị, hoặc là không tưới nước khô cằn quá nó cũng bị. Rồi cây mai của mình nó bị thiếu chất dinh dưỡng trên lá này kia nọ, rồi nó thiếu cái chất phân hữu cơ đồ này kia cái nọ đó, thiếu chất dinh dưỡng đó, thì nó cũng bị lá nhỏ, lá me nữa các bạn. Cho nên cái cách khắc phục cho nó hiệu quả thì sau khi mình ăn Tết xong rồi đó các bạn, thì các bạn cũng đừng có nên xả tàn liền cho cây mai. Các bạn để đầu tháng 2 hoặc là giữa tháng 2, trễ gì là cuối tháng 2 các bạn xả, lúc đó thì cây mai mình nó đảm bảo hơn các bạn. Lúc đó thì cành và lá này kia nó trao đổi chất dinh dưỡng để cho nó mau hồi phục sức cây mai. Và lúc đó thì nhựa trên thân, trên cành của cây mai mình á, lúc đó nó cũng đã căng đầy rồi, lúc đó mình xả tàn thì mình tự tin hơn các bạn. Cây mai mình tỷ lệ mà nó chết nhánh này kia nọ hoặc lá me thì như là nó hơi thấp, không có. Thì tình huống này em cũng đã chia sẻ rất nhiều video trước rồi, mà cũng có rất là nhiều anh áp dụng theo và cũng có một số anh cũng không áp dụng theo, cho nên xảy ra tình huống bị chết chi, lá me, rồi hoặc là đứng tược này kia nọ các kiểu. Thì giờ trong video này em chia sẻ năm nay, thì năm tới này các anh có thể tham khảo thêm về cách đó nha. Rồi sau khi mình xả tàn cho cây mai rồi, hoặc là những cây mai nào mà các bạn chưa xả tàn, thì lúc này cái giai đoạn đầu năm này thì cái cành lá chủ cây mai của mình á ít lắm các bạn, nó chỉ có vài lá lưa thưa thôi. Cho nên mình tưới nước vừa phải, giữ độ ẩm trong chất chồng, không có để cho nó dư nước. Dư nước là nó thối rễ và nó bị
chết cây, yếu cây hoặc là nó bị lá me các bạn. Cho nên mình giữ độ ẩm vừa phải. Cây mai tàn nhiều á thì mình tưới nhiều. Còn cây mai tàn ít, lá còn yếu, lá còn non này kia nọ thì mình tưới ít các bạn. Mình tưới nhiều quá là thúi rễ chết cây nha. Rồi trên tàn á thì mình kết hợp mình phun rốt. Rốt nào cũng được, em đây thì phun rốt 2 các bạn. Mình phun rốt hàng tuần cho nó. Mỗi lần mình phun rốt thì mình cũng phải coi cây mai mình nó có bị sâu bộ chỉ đúng không, thì mình pha thuốc sâu bộ chỉ nấm bệnh mình pha chung với nó, rồi mình phun cho nó một lần luôn. Còn ví dụ như các bạn sợ thì bữa nay các bạn phun thuốc sâu bộ chỉ, 2-3 ngày sau các bạn phun thuốc nấm bệnh với rốt. Em ở đây thì 4 thứ đó em cộng chung các loại thuốc mà em chia sẻ đó các bạn. Còn mấy thứ khác thì em không có phun chung, không có biết nha. Rồi sau khi bộ tàn cây mai mình cảm thấy nó phát triển cành lá nhiều thì lúc đó mình bón phân cho nó các bạn. Bón phân đầu năm thì mình nên bón 1-2 cử đầu phân đạm. Đạm cao ví dụ NPK 30-10-10-20-10-10 hoặc là 16-16-8 cũng được. Các bạn kết hợp với phân hữu cơ, phân hữu cơ thì phân Diamid rồi đó. Cho cây mai mình nó đủ chất dinh dưỡng, nó giúp lá mình cải thiện được to hơn, bự hơn, xanh tốt hơn các bạn. Còn trường hợp cây mai của các bạn hiện tại bây giờ nó đã lá me rồi, nó bị đứng đọt lá me, thì các bạn cứ chăm sóc như bình thường, cứ bón phân này kia nọ, rồi đợi chừng nào cái bộ lá cây mai của mình nó già đi và các bạn cảm thấy cây mai của mình nó không phóng đọt nữa và nó không phát triển nữa, mà bộ lá hiện tại giờ là bộ lá me, bộ lá nhỏ, thì các bạn nên chăm sóc bình thường, đợi cho bộ lá nó già rồi các bạn lặt lá đó bỏ, lặt bộ lá đó bỏ để thay lại cái bộ lá mới. Thì sau khi mà lá nó già mà mình lặt rồi đó thì bắt đầu nó sẽ phóng đọt mới và nó tạo ra cái bộ lá mới các bạn, để Tết này nè nó cho bông cho nó hiệu quả. Còn cây mai của các bạn mà lá me nó không phóng đọt mà các bạn cứ để hoài thì nó như thế hoài luôn đó các bạn, bởi vì nó không có trao đổi chất dinh dưỡng này kia nọ đó. Rồi cây mai của mình lá nó cứ nhỏ hoài đó, càng ngày nó càng teo. Thì các bạn cách khắc phục nó thì những bạn nào mà đã bị lá me rồi đó mà nó đứng đọt, nó không phát triển nữa, thì mình đợi cho bộ lá nó già rồi mình mới lặt lá đó bỏ. Còn trường hợp cây mai nào mà có sức đề kháng mạnh, nó có thể phóng đọt mới, thì mình khỏi cần lặt các bạn, để thinh luôn. Từ từ thì nó sẽ tạo ra cái bộ lá mới, đọt mới, và làm cho cây mai của mình nó hồi phục luôn đó các bạn, nếu mình chăm sóc tốt nha. Và cuối video thì em xin chúc cho các chú, các anh và các bạn được vui vẻ, mạnh khỏe và thành công. Và em xin chào các chú, các anh và các bạn nha.